Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay trong cái video về chiếc đồng hồ đầu tiên của năm 2024 thì ICS xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến anh chị em đã ủng hộ trong năm 2023 và trong năm 2024 này. Kính chúc các quý khách hàng, các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng. Và hôm nay thì trong cái video đầu xuân thì ICS sẽ đem đến cho anh em một cái sản phẩm đến từ thương hiệu của Omega. Và đây là một cái sản phẩm mà Omega Limited mà ICS mới mua và sưu tầm được. Đây là một chiếc Omega thuộc cái collection là Museum Collection. Và chiếc này là number 10, được sản xuất ra, được gọi là MD Watch, tức là dành cho bác sĩ. Như vậy thì chiếc đồng hồ này có cái gì thì trong video hôm nay thì ICS sẽ trân trọng gửi đến anh em nhé. Trong cái thời điểm mà từ mùng 6 âm mở cửa cho đến rằm 15 âm thì ICS sẽ có chương trình khuyến mại mà trong đó sẽ giảm giá cho anh em từ 500.000 cho đến 5 triệu tùy theo cái giá trị mà đồng hồ mà anh em mua. Vậy thì anh em nào mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ ICS thì ICS sẽ đưa cho sẽ gửi cho anh em chương trình khuyến mại cụ thể nhé. Và chương trình này thì chỉ diễn ra cho đến ngày 15 âm lịch thôi các bạn nhé. Nên anh em nào mà đang có nhu cầu mua đồng hồ thì có thể liên hệ bên mình. Mẫu ICS, sorry các bạn, mẫu Omega này là một chiếc Museum number 10 và nó là một chiếc Limited Edition. Như các bạn đang thấy ở đây, nó là một chiếc đồng hồ có kiểu dáng cổ điển vintage và khá đẹp. Chiếc này thì sẽ có tên đầy đủ là Omega Museum Collection number 10 MD Watch và em nó sẽ có size là 39mm. Với cái mã đầy đủ là 516.53.39.50.09.001. Chiếc đồng hồ này thì có một cái size cực kỳ vừa vặn với cổ tay của khách hàng châu Á nói chung. Và Omega đã sản xuất ra cái mẫu Museum number 10 này rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy ở đây, đây là một chiếc đồng hồ với cái thiết kế là chronograph. Chúng ta sẽ có ba cái núm phía bên phải, trong đó cái núm chính chỉnh giờ ở giữa và hai núm chronograph thì ở trên và dưới. Chiếc đồng hồ này có size là 39mm, có phần lắc to lắc là 46mm và có độ dày là 12mm các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là với cái kính sapphire dome dạng glass box này thì nó đã dày lên khá nhưng mà đó là một cái kính rất là chất lượng để cho chúng ta một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Chiếc này thì sử dụng mặt số là Ivory Dial và mặt số này là mặt số màu Ivory, tức là màu trắng ngà voi. Và các bạn sẽ có ở đây là bộ kim nung xanh mắt ngỗng các bạn nhé. Bộ kim nung xanh mắt ngỗng, trong đó kim dây chrono của chúng ta thì sẽ được làm mảnh và hai kim nhỏ hai bên của chúng ta thì cũng được nung xanh. Ở phía trên này các bạn sẽ thấy dòng chữ là Graduate Pour 30 Pulsation, tức là cái này là sẽ giúp chúng ta đo nhịp tim. Đo nhịp tim thế nào? Thì đầu tiên là các bạn đặt cái tay trái của mình lên cái lồng ngực khi mà các bạn muốn đo đó, và sau khi các bạn đặt tay trái vào cái nhịp tim trên lồng ngực thì các bạn sẽ bắt đầu là ấn cái nút để cho chrono nó chạy. Thì khi mà cái kim chrono nó chạy thì các bạn sẽ đếm là 30 lần nhịp tim các bạn đập bằng cái tay trái của các bạn. Thì sau khi mà hết 30 lần đập của nhịp tim chúng ta sẽ dừng lại. Thì các bạn sẽ thấy ngay là ví dụ sau 30 lần thì ở đây thì các bạn sẽ có một con số là 130, tức là tim của các bạn đập là 130 lần một phút. Nếu như sau 30 lần đập của tim đó mà các bạn dừng lại, lúc đó các bạn dừng ở vị trí này thì sẽ là 85 nhịp đập trên một phút. Đó, tương tự như vậy thì các bạn có thể là đo cho người khác được. Và với một cái thiết bị như này thì chúng ta có thể đo nhịp tim ở bất cứ đâu, dựa vào cái tính năng chronograph bấm giờ thể thao đó. Về mặt số thì các bạn có thể thấy là logo Omega ở góc 12 giờ. Chúng ta sẽ có là thiết kế đối xứng, trong đó là ở góc 3 giờ chúng ta thì sẽ là chronograph phút với thời gian đếm của nó là 30 phút. Phía bên trái này chúng ta sẽ có kim dây chính của đồng hồ được hiển thị theo dạng là small second, tức là kim dây nhỏ. Và phía ngoài thì như các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái vòng chia phút và chia giây đó. Các cái vòng ngoài cùng này thì là vòng pulsometer để chúng ta đo nhịp tim các bạn nhé. Kính sapphire thì như mình nói với các bạn là kính sapphire của chiếc này là dạng dome và nó cong lên hẳn đẹp như này đó, rất là đẹp. Và cái phần thân này của chúng ta thì được làm hoàn toàn từ vàng 18K AU750
Vàng này là vàng màu yellow gold các bạn nhé, tức là vàng vàng, không phải là vàng hồng. Đó, mặt số cái màu mặt số là ivory dial kết hợp với cả kim mắt ngỗng với cả nung xanh thì phải nói là tuyệt vời. Ở đáy sau thì các bạn có thể thấy là chiếc này thì chủ cũ còn giữ nguyên cái siêu ni lông. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy ngay cái số limited edition là 0886/1938. Đây. Cái nó ghi rõ ở đây là collector series number 10. Đó, collector series number 10. Ở trên này nó ghi là The MD Watch. MD là một cái viết tắt của tiếng Anh về về chức chức danh đó là bác sĩ. Ở phía trên này các bạn sẽ thấy là The Omega Museum Collection. Ở đây là 1938. Đó. Chiếc này thì được sản xuất loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 2000 cho đến 2005. Nhưng mà thực ra thì trong cái thời điểm nó ra mắt năm 2000 và sau đó bắt đầu bán thì bán cả 2005 gì đó thì nó đã bán hết rồi. Và nó chỉ có 1938 chiếc thôi, cho nên là cũng rất là khó để chúng ta có thể mua được. Và đây là một trong những chiếc đồng hồ khá là hiếm. Chiếc này thì sử dụng bộ máy là Omega Calibre 3203. Bộ máy này là bộ máy manual winding, tức là các bạn sẽ phải lên cót tay. Và thời gian tích cót của nó cho một lần lên cót tay đầy là 55 giờ, cũng rất là tốt khi chúng ta có thể sử dụng ngoài 2 ngày. Các bạn lưu ý máy cót tay khi mà các bạn vặn cót nó cứng rồi thì chúng ta không vặn nữa, tức là nó đã báo là cót đầy. Bộ máy 3202 manual winding ở trên chiếc Omega này thì vẫn có đầy đủ những cái tính năng ăn chơi xịn sò như là column wheel, như là coaxial escapement. Và chúng ta có ở đây nữa đó là cái chuẩn chính xác COSC, các bạn có thể thấy ở đây nó ghi rõ. Sorry các bạn, lúc nãy mình nói nhầm mốc thời gian là 2010 đến 2015 các bạn nhé, chứ không phải là 2000 đến 2005 đâu, vì chiếc này thì có đầy đủ những cái tính năng xịn sò như các máy Omega bây giờ rồi đó. Và với cái bộ máy này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác của đồng hồ khi mà nó có chuẩn chính xác COSC. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, và khóa xiên này cũng được làm từ vàng khối với đầy đủ những cái chuyện ở dưới đáy này. Các bạn có thể thấy cái chuyện ở đây, chúng ta nhìn ở ngoài sẽ dễ hơn. Như chiếc đồng hồ này thì thời điểm bán ra nó được bán với giá khá là cao, loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 250, hơn 250. Còn hiện tại thì giá trị của chiếc này thì cũng khá là khó kiếm khi mà một chiếc đồng hồ như này chỉ còn đồng hồ thì nó loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 180 cho đến 200, tùy vào cái tình trạng của nó. Còn như chiếc đồng hồ này thì hiện tại bên mình đang để cho anh em với mức giá khá là hợp lý để anh em chơi, đó là 169 triệu. Hiện tại thì với đồng hồ 100 triệu đến 200 triệu tại ICS thì khi các bạn mua sẽ được lì xì thêm 2 triệu nữa. Cho nên là chiếc này thì anh em mua thì bên mình đang có sẵn, anh em có thể qua để thử trên tay. Đó. Chiếc này thì sẽ phù hợp với anh em tay khoảng 15cm trở lên nhé, đeo là đẹp, ok luôn. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.